chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh việt nam tv kính thưa quý vị vấn đề bảo vệ các tàu sân bay to lớn giữa biển cả mênh mông đang đặt ra một câu hỏi về sự thích hợp và tương lai của các hàng không mố hạm với nền khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại việc tạo ra một tàu sân bay ngầm là một điều hoàn toàn khả thi và người nhật đã từng đi trước thời đại như vậy trên thực tế trong thế chiến lần thứ hai hải quân đế quốc nhật bản đã phát triển ra một loại tàu ngầm có tên gọi là lớp Y-400, có thể mang theo các thủy phi cơ, được biết đến như một loại tàu ngầm lớn nhất từng được đóng trước khi Liên Xô và Mỹ phát triển tàu ngầm mang theo tên lửa đạn đạo vào những năm 1960. Vào năm 1942, theo đề nghị của Đô đốc Yamamoto Isosoro, tư lệnh của hạm đội Liên Hợp Nhật Bản về việc đóng 18 chiếc tàu có thể di chuyển 40.000 hải lý mà không cần tiếp thêm nhiên liệu hoặc gần gấp 4 lần tầm hoạt động của con tàu ngầm lớp 3 lao như Sengundo, được viết tắt là Sentogu để mang theo 36 máy bay, đã được chấp thuận và bắt đầu triển khai vào tháng 1 năm 1943 tại nhà máy chế tạo vũ khí tại Kure thuộc Hiroshima. Tuy nhiên, về sau kế hoạch đã bị rút xuống còn 9 chiếc, và cuối cùng chỉ còn có 3 chiếc được đóng là lớp Y-400 tại Kure, Y-401 và Y-402 tại Sasebo. Con tàu nặng 6.500 tấn dài 1.200m, gấp 3 lần kích cỡ tàu ngầm bình thường tại thời điểm đó. Nó dùng 4 động cơ diesel 3 mã lực và có thể mang theo 1.750 tấn nhiên liệu, đủ để đi một vòng rưỡi quanh trái đất, nhiều hơn cần thiết để có thể đi từ Đông sang Tây và đến được Mỹ. Cũng như lương thực thực phẩm trong 4 tháng trên biển cho thủy thủ đoàn từ 147 đến 157 thành viên. Loại tàu ngầm này được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533 ly, Cùng với một khẩu đại bác 140mm có tầm bắn 15km ở phía đuôi và bốn pháo loại 25 ly để tác chiến phòng không. I400 có thể mang theo 3 chiếc thủy phi cơ IG M6A Seran. Mỗi một chiếc có thể mang theo 800kg bom đạn và bay xa 650km với tốc độ 475km/h. Những chiếc IG M6A1 bí mật này ban đầu được thiết kế cho một trận trên châu cảng thứ hai theo ý đồ của viên đô đốc mang tinh thần samurai. Người tin rằng các tàu sân bay ngầm ném bom như mưa xuống các thành phố lớn của Mỹ chắc chắn sẽ khiến cho người dân Mỹ mất ý chí chiến đấu. Yamamoto tin một cuộc tấn công bất ngờ thứ hai và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa sẽ gây ra thiệt hại về mặt tâm lý cho người Mỹ và có lẽ sẽ là cách tốt nhất để khiến cho người Mỹ theo đuổi tìm kiếm hòa bình. Khi chuẩn bị chiến đấu, Seran có sải cánh 12 mét và chiều dài 11,6 mét. Cánh của máy bay Seran có thể gấp lại. Đuôi ngang và dọc của máy bay cũng có thể gập xuống để thu nhỏ kích thước của máy bay cho vừa với khoang chứa. Một nhóm 4 người chuẩn bị cho 3 chiếc máy bay trong vòng 45 phút. Máy bay sẽ cất cánh trên bể phóng dài 37 mét phía trên bong tàu, sau đó lặn xuống nước để tránh bị phát hiện. Khi chiến tranh chuyển sang thế bất lợi cho phía Nhật Bản và các hạm đội của họ không thể di chuyển một cách tự do trên Thái Bình Dương, Đô đốc Yamamoto đã xây dựng một kế hoạch táo bạo, tấn công thành phố New York, Washington DC và các thành phố khác của Mỹ, cũng như phá hủy kênh đào Panama vào ngày khai trương năm 1945, cắt đứt đường tiếp tế đến Thái Bình Dương của các con tàu Mỹ. Sau nhiều tuần lên kế hoạch, chiến dịch bão tố từ bầu trời trong xanh, người Nhật đã đưa ra chiến thuật tấn công các chốt Gatun của Panama vào lúc bình minh khi các cánh cổng bị đóng và hệ thống phòng thủ lỏng lẻo. Cuộc tấn công sẽ tiến hành trong mùa khô với sự kết hợp của bom và ngư lôi. Như vậy, Hồ Gatun sẽ mất nhiều thời gian hơn để bổ sung nước. Theo kế hoạch, việc phá hủy cánh cổng mở ra Hồ Gatun sẽ tạo ra một dòng nước lớn phá hủy các cổng khác trên đường đi của nó khi đổ về phía biển Caribe. Đây không phải là một cuộc tấn công liều chết. Các phi công sẽ được đón sau khi hạ cánh và quay trở lại tàu ngầm. Tuy nhiên, Trước khi kế hoạch được thực hiện, Nhật Hoàng đã phải tuyên bố đầu hàng Đồng Minh. Các thông cáo tiếp theo từ Tokyo rất khó hiểu, đặc biệt là mệnh lệnh 114 xác nhận rằng hòa bình đã được tuyên bố, nhưng tất cả các tàu ngầm đều phải thực hiện các nhiệm vụ đã định trước và tấn công kẻ thù nếu như bị phát hiện. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, Thủy thủ đoàn được lệnh phá hủy vũ khí trên tàu, các người lôi được bán đi mà không có đích đến. Các máy bay được phóng lên nhưng không mở cánh và đuôi. Khi chiếc Y-401 được lệnh đầu hàng trước một khu trục hàm của người Mỹ, thuyền trưởng của nó đã tự sát, còn thủy thủ đoàn của Mỹ thì bị sốc trước kích thước và khả năng về công nghệ của tàu ngầm Nhật. Hải quân Mỹ đã thu được 24 tàu ngầm, tính cả chiếc Y-400, và đưa chúng đến vịnh Sasebo để nghiên cứu. Cùng lúc đó họ đã nhận được tin là Liên Xô cũng cử một đoàn thanh sát viên đến để nghiên cứu loại tàu ngầm đặc biệt này. Để giữ cho công nghệ không lọt vào tay phía Liên Xô, kế hoạch cuối đường đã được xúc tiến. Gần như tất cả các con tàu ngầm đều bị đánh chìm tại một địa điểm được giữ bí mật, cách 60 km về phía tây của Nagasaki, ngoài khơi quần đảo Goto bằng thuốc nổ C2. Hiện nay, chúng đang nằm ở độ sâu 200 m dưới lòng biển. Theo một tài liệu khác, trên thực tế, Mỹ đã tịch thu trước tàu ngầm I-400 ngay sau khi thế chiến lần thứ hai kết thúc. Hai quân Mỹ đã giữ tàu I-400 cùng với bốn con tàu ngầm khác của Nhật Bản tại Trân Châu Cảng để nghiên cứu. Năm 1946, khi chiến tranh lạnh chỉ mới chớm bắt đầu, Liên Xô yêu cầu được tiếp cận thông tin về các tàu ngầm bị mất tích theo các điều khoản trong một hiệp định hậu thế chiến lần thứ hai. Không muốn bí mật công nghệ rơi vào tay phía Liên Xô, hai quân Mỹ đã tiến hành đánh đám các con tàu ngầm này, Sơ Bình thản tuyên bố không biết chúng mất tích tại đâu. Vị trí xác tàu Y-400 từ đó đã trở thành một bí mật quân sự tất cả các cơ quan tình báo phe đồng minh thì hầu như không hề biết đến sự tồn tại của những chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới, lớp I-400, cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trong chiến tranh hiện đại ngày nay, tên lửa chống hạm và máy bay không người lái đang được sử dụng càng ngày càng phổ biến. Mặc dù hàng không mẫu hạm đã được chứng minh giá trị của chúng trong nhiều thập kỷ, vấn đề bảo vệ những chiếc tàu sân bay to lớn giữa biển cả mênh mông đang đặt ra những câu hỏi về sự thích hợp và tương lai của các hàng không mẫu hạm. Theo tờ báo The Diplomat, một nghiên cứu mới đã được phân tích nghiêm túc về tương lai của tàu sân bay được coi là lực lượng nòng cốt của Hải quân Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự, một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các hạm đội mặt nước là từ trên không. Nguy cơ bị săn đuổi bởi các mối đe dọa từ trên không, máy bay và tên lửa luôn rình rập. Một giải pháp thay thế có thể là loại bỏ các tàu lớn như các tàu sân bay và sử dụng các tàu nhỏ hơn, độc lập tác chiến với khả năng riêng về phòng không. Cách khác mà các tàu sân bay có thể vẫn còn phù hợp là thay đổi loại máy bay mà chúng mang theo. Máy bay không người lái có thể là một sự lựa chọn tương lai của tàu sân bay. Máy bay tấn công không người lái cũng là một loại máy bay chiến đấu, có thể hạ và cất cánh từ một tàu sân bay. Nó thậm chí còn có thể được tiếp nhiên liệu trên không. Những chiếc máy bay loại này có thể sẽ là một quân bài trong các trận chiến có sự tham gia của tàu sân bay trong tương lai. Chúng có thể được sử dụng trong các hoạt động tầm xa hơn, nhiều rủi ro hơn cho phép các tàu sân bay chở chúng có thể ở ngoài biển xa và tránh bị nguy hiểm. Chúng rẻ hơn về chế tạo và vì không phải chịu thêm trọng lượng khi mang và giữ mạng sống cho phi công có thể ở trên không trong một thời gian dài. Một số giải pháp tiềm năng khác có thể là các tàu sân bay không người lái tự động hoàn toàn. Gần đây, hệ thống hàng không nguyên tư tổng quát đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm mang theo hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ các tàu mẹ mang máy bay không người lái này có thể cung cấp một sự lựa chọn thú vị cho các hoạt động trên biển, trên bộ và trên không trong tương lai gần. Vậy, tàu sân bay ngầm tại sao lại không thể? Một giải pháp là việc sử dụng máy bay không người lái trên biển có thể sẽ có một cách tiếp cận mới về ý tưởng tàu sân bay có khả năng lặn hay tàu sân bay ngầm. Những chiếc tàu như vậy có thể chạy bằng năng lượng hạt nhân và vẫn chìm trong nước trong thời gian dài, giống như một tàu ngầm hạt nhân thông thường. Máy bay không người lái có thể được triển khai bằng cách bay lên, phóng từ sàn bay ngắn hoặc bằng cách sử dụng ống phóng. Khả năng như vậy sẽ mang lại cho loại tàu sân bay mới này cơ hội sống sót cao hơn nhiều, yêu cầu nhân sự vận hành tối thiểu, đồng thời có khả năng tạo cho đối phương yếu tố bất ngờ. Robot trên bong và các hệ thống tự động khác có thể được sử dụng để thực hiện hầu hết các công việc nâng hạ hàng hóa tải trọng nặng. Những chiến hạm lớn này cũng có thể ở trạng thái nửa chìm nửa nổi, hạ thấp xuống dưới bề mặt nước, khi không chiến đấu, hoặc các phiên bản của loại tàu sân bay này cũng có thể lan hoàn toàn như với tàu ngầm truyền thống. Những chiếc tàu kiểu này hoàn toàn có thể thực hiện được với chức năng chứa, triển khai, phục hồi, tái trang bị, tiếp nhiên liệu và sửa chữa máy bay không người lái hoặc máy bay thường. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ được nhìn thấy những chiếc tàu sân bay loại này vùng vẫy trên biển khơi.